ơi, ngày hôm nay thì mình quay trở lại với chương trình reaction. Nó không phải là reaction ca nhạc hay là gì cả. Mình sẽ reaction một cái gì đấy mình cảm thấy thú vị ở trên mạng. Và mình sẽ kiểu dạng như là rất là mong muốn chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau. Ngày hôm nay thì mình có một vài clip và một vài video clip mình sẽ làm reaction. Bây giờ đang là 8 giờ tối, mình sẽ reaction khoảng 15-20 phút gì đấy. Đầu tiên đấy là có một cái bộ phim đang rất là nổi tiếng ở trên truyền hình và được cắt ra một vài đoạn, thì đây là một trong những đoạn mà mình có được một vài bạn gửi về và mình xem mình rất là tâm đắc. Chúng ta sẽ xem, ok, và chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự là cái đoạn này nó từ đâu ra. Cho con của tôi vui vẻ, Ok, đại khái để là rồi sẽ có đây nhiều có lẽ là điều người ăn yêu hơn hủ tiếu như hôm qua. như hôm qua. Ok, chết rồi. Ok, đây là cái hình ảnh mà tôi tin chắc rằng không chỉ là trong phim mà người viết kịch bản lên cái cô đang làm diễn viên trong bộ phim này. Mình không, đây là cô nào nhỉ? Đại khái là mình không biết cô này lắm, nhìn mặt có vẻ quen quen. Đây là cái giây phút mà bất kỳ một người con trai hoặc đàn ông nào 90% trên cái thế giới này đều trải qua dù chỉ là một lần. Một cái cảm giác mà nếu như xem phim thì sẽ tủm tỉm cười cái thằng nó đang ở trong cái trường hợp này. Nhưng nếu như trường hợp này mà xảy ra với bản thân mình ấy thì là gai ốc rồi gai củ tỏi gai cái con nếu biết là lông chân lông tay lông các loại sẽ dựng đứng các bạn lên nhưng khi mà những cái này nó sẽ xảy ra. Ok, tới xong đó anh biết phải anh chúc nha. Và những người đàn ông chúng ta sẽ luôn luôn vô tư như thế. Trước mỗi cơn bão thì trời thường là gọi là lặng ý, ở không người gió yên biển lặng. À, Nhã Phương à? Ok, à, đây là Nhã Phương. Ok, cảm ơn, đây là Nhã Phương, cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Ok, tắm ghê. Đi Tại tắm đi một gặp cái, à chạy mấy vòng mồ hôi đổ quá. Ok, dạo này có người bắt đầu cái nghĩ lại. nước ép quá ha. Đây là những Sinh câu viên rất mấu là nghị chốt. lực. Thôi Em xong. nước ép ở bên bệnh viện. Anh thấy vậy cho nên mua ủng hộ đem về nhà. Bài học đầu tiên, không nên kể về bất kỳ một cô gái nào có nghị lực xinh xắn, nhẹ nhàng, vui vẻ hay là bất kỳ một người con gái nào tốt hay có một điểm tốt hay có hy vọng sẽ trở thành người tốt hay bất kỳ liên quan đến chữ con gái và tốt. Với người yêu ấy thì không có người con gái nào tốt khác ngoài tao ra cả. Ok, đây là cái đoạn mấu chốt rồi. Sức khỏe. À, xinh không? Đấy biết ngay mà, tôi biết ngay mà. Xinh. Xinh. Câu chốt hà, mày chết. Sao lại có thể ngu đến như mức độ như vậy? Biết người ta là sinh viên, còn biết người ta giàu nghị lực nữa. Đấy, đấy, tôi đâu có không sai đâu. Nhiều hả? À, biết nhiều. À, đao kiếm bắt đầu tung lên. Bây giờ là cái cảnh này chắc chắn thì 10 thằng con trai thì 9 thằng như tôi đã nói là đã sẽ trải qua. Có thể khung cảnh là ở khu một khu chung cư thật là vờ lờ, hiểu không? Giàu sang không cần biết, hay là cửa phòng trọ hay là ở ngoài đường, tôi đã gặp rất nhiều lần rồi. Hình ảnh một người con gái đang đứng trầm ngâm, không biết là đang nhìn về ở phía xa. Như các bạn đã bao giờ xem phim kinh dị chưa? Những cái cảnh mà đến cảnh đánh boss hay là chùm cuối thường là khi mà vào cảnh là lúc nào cũng nhìn thấy lưng của nó thôi chứ chưa bao giờ nhìn thấy mặt của nó. Còn đâu hiệp sĩ hay những cái chàng trai kiểu dạng như kiếm sĩ sẽ rất là vô tư lao đến này chứ. Và đây chúng ta chuẩn bị mặc một cái áo kiểu dạng như là cũng là ở choàng đấy, xong rồi kiểu ren ren tưa dưa các kiểu đấy. À, đứng đó. Rồi sao em đứng ở đó? Cái câu là cái câu mà bất kỳ một người đàn ông nào khi hỏi ra ý nghĩa của nó là gì? Sắp ăn lìn đến nơi rồi đấy, ok? Anh uống đi. Anh uống đi, làm sao lại có chuyện tốt thế? Ngon không? Ngon không? Ngon. Cái câu này ấy là mày uống mày tóc vào họng mày đi. Rồi chỉ vài phút nữa thôi cho mày chết con ạ. Ok, ngon. Đương nhiên là phải ngon rồi. Đương nhiên là phải ngon rồi đấy, thấy không? Cô gái ra nước ép cho anh, dành nhiều tâm sức vậy mà. Mày chết! Cái vẻ mặt này là vẻ mặt tôi thề với các ông, đây là vẻ mặt diễn chưa tới. Chứ còn đấy, nếu thật sự trong cái cuộc sống mà diễn ra các ông các... Tôi chắc chắn là video clip này các ông sẽ xem nhiều hơn các bạn nữ. Bởi vì là sao? Xem đến đoạn này, ông đéo là cũng đang tủm tỉm cười. Tôi thề luôn, và đây là sự thú vị của đàn ông. Cái mặt của người đàn ông khi nghe cái câu này không thể tươi như thế này được. Mà nó sẽ kiểu bị... Ông hồi bé có ông nào đi ra đường mà bị dẫm cứt chưa? Mặt nó sẽ không khác gì bọn trẻ con đi ra đường mà đặc biệt là đang mang một đôi giày mới. Đôi giày cũ dẫm cứt đã ngu rồi, mang một đôi giày mới mà dẫm cứt ấy. Nó sẽ y hệt như thế, mặt ông này vẫn hơi tươi.
Quả này là phải dựng mẹ tóc gáy lên rồi, chứ không bao giờ đứng yên được như thế này. Con người con gái lúc nào họ cũng tươi như thế đấy, cũng lúc nào cũng đây là cái gì nhỉ, kiểu ngơ ngác như con nai vàng ấy. Cái này là cái chi vậy? Em có biết gì đâu. Kìa, cái này là cái gì? Thôi, cái đây, các ông cười bọn xem của thằng khác lúc nào cũng buồn cười hết á. Suy nghĩ này, cô gái do nước ép trái cây này là người đã khiến cho anh không nghe điện thoại của em hôm trước. Đúng mẹ rồi, khiến cho anh bỏ bữa tối với em để đi ăn với cô ấy. Chính xác của mẹ luôn. Hai người gặp nhau hàng ngày qua giao hàng. Ôi thông minh thế. Nói cái con mẹ bây giờ khi, có một cái điều nó buồn cười như này mỗi khi cái chuyện này xảy ra. Đấy là người con trai luôn luôn cố gắng nghĩ ra một cái lý do hay một cái phương án hay một cái cách nào đó để biện luận hay biện hộ cho cái hành động hay cái sự việc này của mình. Nhưng các bạn sai và các bạn nhầm về một điều. Đấy là trước khi các bạn nghĩ được ra cái cách để biện hộ thì người con gái, người yêu hay là phụ nữ của bạn ấy, trước khi người ta nói, người ta đã nghĩ ra hàng tỷ những cái trường hợp khác rồi. Không chỉ là ra nước ép thì chúng mày còn gặp nhau, trịch nhau gì. Chúng mày, mày bảo là anh làm gì có thời gian để trịch. Tao không cần biết, bây giờ mày biết đâu được. Mày vào nhà nghỉ có 50.000 kia được một tiếng. Mày ra mày cũng đã trịch xong rồi. Chưa kể nó còn ra nước ép qua cổng bệnh viện ấy gì. Tranh thủ biết đâu đối diện bệnh viện á, thì đây nhà nghỉ bình dân, khách sạn các thứ cho người ta ở trọ nhá. Chưa kể góc bệnh viện đầy góc tối. Sao nước ép làm sao mà phải giao lâu thế, lại còn uống nhiều. Chưa gì nhá, lại uống đã bảo ngon rồi. Uống có một ngụm đã bảo ngon, chứng tỏ là uống nhiều đấy không. Bọc đầy họng mày rồi, muốn ná thở mẹ luôn. Đấy không, đây là tại cái thời điểm này ông đàn ông nào cũng đang cố gắng nghĩ ra một cái lý do gì để biện hộ và viện cớ cho cái hành động của mình. Xin thưa rằng là đéo bao giờ thắng được đâu, ok. Và đây là câu chốt hạ, ok. Em có nên lo lắng không? Cái mặt này là mặt đang suy nghĩ, các ông hiểu không? Các ông hiểu không? Các ông thấy được không? Các ông thấy giống vai lì không? Tội mặt nó sẽ giống như này này. Cố gắng tỏ ra mình ổn, nhưng trong đầu thì có vẻ bây giờ làm sao nhỉ? Bây giờ mình phải lấy hết những cái thông tin mà cô ấy vừa nói với mình xem mà có cái kẽ hở nữa không. Mình sẽ cố gắng lách vào trong đấy đây này. Cái mặt này là mặt kiểu thôi ăn lìn rồi nhưng mà cố gắng ăn ít thôi ấy, hiểu không? Đó. Bài tiếp theo, bài an ủi, cố gắng động viên kéo dài thời gian để suy nghĩ. Ngồi xuống cạnh cô ấy an ủi đây này, đấy, thấy không? Không nên. Không nên. Đương nhiên rằng là anh ấy biết rằng anh ấy nói ra câu không nên nó chả giải quyết được vấn đề con mẹ gì cả. Nhưng anh ấy vẫn thích nói, bởi vì sao? Nếu không nói như vậy ấy, ok, thời gian đâu ra để tiếp tục suy nghĩ. Đây người ta gọi là bài kéo dài thời gian đang được thực nghiệm bởi trong bộ phim này. Người con gái người ta sẽ bắt đầu hỏi ngược lại tại sao không nên. Đây là lúc mà anh sẽ suy nghĩ thêm. Không cần lo lắng. Không cần lo lắng. Tại sao? Đấy, tôi nói có sai đâu. Các ông thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Thì mấy cái bài này là mấy cái bài cơ bản và quá quen thuộc, cần phải học bài nâng cao. Ông này vẫn còn quá cơ bản. Tôi không biết là trong phim như thế nào, nhưng đại khái tôi xem qua cái đoạn clip này. Sau đó bài tiếp theo, cái bài tập số 2 đó là gì? Thể hiện tình cảm, khẳng định tình yêu với cô ấy. Cũng chỉ là gì? Đây là bài thử trong quãng thời gian nghĩ thêm ra cách xem cô ấy có biết mình xảy ra cái chuyện đấy nhiều hay ít. Chỉ biết rằng là tặng nước nhau hay đã biết là mình có vấn đề gì với con bé kia rồi. Thấy không? Chúng ta sẽ nhìn này. Là vợ tương lai của anh và là mẹ của các con. Đúng rồi. Còn cô gái đó giống như là một cô em gái. Các ông đã thấy chưa? Các ông đã thấy chưa? Rất đúng bài, nhưng đây chỉ là bài cơ bản khẳng định tình yêu và hỏi dò xem là có biết gì thêm nữa không. Nhưng mà trong cái đoạn tiếp theo thì thôi. Làm những cái chuyện anh em trong sáng ở đây, kiểu như dẫn dây mơ rễ má. Đến lúc đó bắt cá hai đại chân đạp hai thuyền có mỏi không? Thà giết. Đấy, thấy không? Vậy là cô gái này, cái chị này đã lộ bài. Nếu là một người phụ nữ tinh tế, ok, và có cái đầu óc sâu hơn một tí nữa, không cần phải vội vàng, hiểu không? Kiểu giận như thế này. Bởi vì nói lại, tôi phân tích lại những câu nói, ok. Dây mơ rễ má, đến lúc đó bắt cá hai tay. Đến lúc đó bắt cá hai tay, chân đạp hai thuyền rồi. Nói ra câu này là lộ là mình chưa biết con mẹ gì, chuyện gì đã xảy ra cả. Mình chỉ đang ghen tuông ở trên cái hành động đấy thôi. Còn nếu ngồi bình tĩnh hơi rụt tay lại và nhìn, có thật là như thế không? Ông kia bối rối liền.
đéo biết là mình đi nước cờ này là đúng hay sai, ông hiểu không? Giống như là dùng trong cờ vua là dùng hậu chiếu tướng. Thế nhưng mà đến khi mất hậu rồi mới biết là chiếu tướng ngu ấy, hiểu không? Nên là cái không nên vội vàng như thế này mà phải bình tĩnh ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt người đấy, hiểu không? Có thật thế không? Hoặc là cái câu gì đó tương tự. Còn bây giờ ở trong cái đoạn clip này tôi có xem, tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người một chút xíu là gì. Chuyện anh đi trong sáng ở đây, kiểu như nhận cái này là phim, cái này là văn học, cái này là lên truyền hình. Ok, sự thật khi đứng lên ấy, nó không như vậy, nó sẽ là gì, ok? Nó đến cái đoạn này là gì? Còn... Làm những cái chuyện anh đi trong sáng hả? Làm đéo thì có chuyện anh em trong sáng ở đây, nam nữ thủ bất thân gặp nhau đưa nước lại với con cạc gì vậy hả? Bọn anh khát lắm à, tôi cho anh thiếu sữa. Anh nghĩ coi ngày nào anh cũng bố, tại sao anh còn phải thiếu thốn đến mức độ như thế? Anh có khát không? Hả? Hay là ngày mai mình kiểu double luôn nhá? Cái lúc đấy á, có bà ra ngoài đổi, hả? Anh có khát đâu mà bây giờ anh nói thẳng luôn đi, anh có khát đến mức độ như thế không? Hả? Còn chưa kể nhá, gặp nhau chỉ là nói chuyện nữa, tôi đéo tin. Tóm lại là đéo mà có chuyện đấy. Ok, ok, câu tiếp theo này. Thôi, ông bắt kiểu xàm xàm ấy đi. Tóm lại thì cũng chỉ là muốn đớp nhiều hơn thì đúng không? Cái câu chân đạp hai thuyền thì mình không hiểu lắm nên là mình không dịch được. Đến lúc bắt cá hai tay, chân đạp hai thuyền. Bắt cá hai tay, chân đạp hai thuyền, sao anh có mỏi không? Xem anh có mỏi không đấy, thế cho mày double shot một cái không mà bước nổi. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Anh lập tức ngay ngày mai là phải giết. Cái này hiền quá, cô này vẫn còn rất là hiền. Thấy không? Để mình học thuộc thoại mình sẽ... ví dụ như là mình là cô này mà đóng phim đi. Ok. Ok. Ví dụ mình là cô này đóng phim đi, mình tắt tiếng đi. Làm gì có chuyện anh em trong sáng ở đây? À, mày nghĩ là đến cái lúc mà bắt cá hai tay chân đạp hai thuyền, xem anh có chịu nổi không? Thà giết chầm có nó bỏ suất. Anh, ngay ngày mai ấy, phải xem tỏ cái mối quan hệ vớ vẩn này đi. Nhìn cho kỹ đây này, hả? Hay là thích làm sao? Hả, giết người à? Đấy, nó mới là, đấy không, bắt đầu. Đó. Đó. Các cô gái khác trong đấy, đấy là piu piu trong hoàn cảnh đấy, họ sẽ nói đó. Vậy đó. Nhưng mà, em thì khác. Nếu người yêu các em gái mưa, các mẹ sẽ nghĩ sẽ làm gì? Có em gái mưa, các mẹ sẽ làm gì? Trước khi để trả lời câu hỏi này ấy, thì mình muốn thôi được rồi, mình không vui nữa, mình muốn một chia sẻ một vài điều thật lòng cho các bạn nghe như thế này. Đôi khi cái chuyện có em gái mưa nó không phải là cái gì đấy nặng nề hay là như các chị em nghĩ. Mình là đàn ông, đôi khi ra đường mình gặp cả người nam, người nữ, phụ, lão, rồi trẻ con đi. Mình có giúp được cho người ta cái việc gì thì mình giúp. Đấy là làm việc tốt đúng không? Làm việc có ơn. Chứ có cái gì đâu. Thấy con gái nhà người ta cũng còn trẻ, 19 đôi mươi. Đúng không? Ngày đêm dày mưa dãi nắng làm việc tốt cho xã hội, mang nước vào bệnh viện bán, chưa kể là còn cho người nghèo. Có rất nhiều cô gái còn nấu cháo, nấu cơm tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn lam lũ. Thì mình là một người đàn ông, mình thấy cái cảnh như vậy thì mình cũng nể phục cái lối sống của cô gái, thương yêu một cái hành động nhỏ làm cho xã hội văn minh tiến bộ hơn. Thì mình cũng mua thêm một cốc nước, cũng động viên em ấy sống tốt, sống đẹp hơn. Thế nếu như em ấy mà lại còn xinh xắn, lại còn nhẹ nhàng, hiền lành nữa thì mình cũng lại thêm cái phần động lực giúp cho em ấy sống tốt, sống đẹp hơn. Có vậy thôi, chứ có gì đâu mà lại phải là ghen tuông rồi bảo là em gái mưa với lại chị gái sấm sét cái gì đâu, đúng không ạ? Đấy là từ khía cạnh của một người đàn ông là tôi cũng cảm thấy cái chuyện này nó cũng chưa có gì. Em thấy chị em xe nhiều quá, tôi cũng nhìn thấy ở đây phần comment là đến cả 1.000 comment và mấy nghìn lượt chia sẻ, và thấy chị em là tay rút đao rồi tay rút kiếm rồi chân còn lắp thêm một ít súng AK nữa thì thấy nặng nề quá. Đôi khi nó cũng chỉ là cho cái cuộc sống tốt đẹp hơn thôi, và anh ở trong này nhìn rất là hiền lành, rất là nhẹ nhàng. Đúng không ạ? Có làm cái gì có lỗi đâu. Đấy thì đấy cũng là chia sẻ cái reaction của cái cô ấy chỉ là em gái và đang rất là nổi trên mạng hiện nay. Mong các bạn vui.